Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay sẽ là bài viết chính trị chống tư bản đại dịch Covid-19 của tác giả Nguyễn Đức Thắng. Còn mình là Pink Dot và ngay sau đây là nội dung của bài viết. Dịch bệnh Covid-19 đang khoét sâu vào những bệnh tật trong lòng các xã hội phương Tây, làm lung lay tận gốc nền kinh tế thuộc vào chủ nghĩa tiêu dùng ở các quốc gia giàu có nhất. Trích dịch bài viết của tác giả David Harvey, một giáo sư nổi tiếng về nhân chủng học và địa lý của Đại học thành phố New York. Ông là tác giả của cuốn sách The Way of the World, xuất bản tháng 4 năm 2016. Bài viết của ông được đăng trên tạp chí Jacobin của Mỹ vào ngày 20 tháng 3 năm 2020. Vào ngày 26 tháng 1 năm 2020, khi lần đầu tiên đọc về loại virus corona đang nổi lên ở Trung Quốc, tôi đã nghĩ ngay đến những hậu quả từ mô hình tích lũy tư bản. Tôi hiểu rằng sự tắc nghẽn và gián đoạn trong dòng vốn sẽ dẫn đến sự mất giá. Và khi sự mất giá hàng hóa trầm trọng hơn, lan rộng hơn, nó sẽ báo hiệu sự khởi đầu của khủng hoảng. Tôi cũng nhận thức rõ ràng rằng Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới và nước này đã cứu trợ chủ nghĩa tư bản toàn cầu rất hiệu quả sau cuộc khủng hoảng 2007-2008. Nước này có mối liên hệ chặt chẽ tới nền kinh tế của Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây. Do đó, bất kỳ tác động nào đến nền kinh tế Trung Quốc chắc chắn sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế toàn cầu, vốn dĩ đã đang ở trong tình thế bấp bênh. Chủ nghĩa tân dự do phương Tây quá mềm yếu trước Covid-19. Mô hình tích lũy tư bản hiện nay, theo tôi, dường như đã gặp rất nhiều trục trặc. Các vấn đề của nó đã xảy ra ở hầu hết mọi nơi, từ Santiago đến Beirut. Vấn đề dễ thấy nhất là mô hình kinh tế này không phù hợp với số đông người dân, hay nói một cách khác là nó đi ngược lại với lợi ích của số đông mọi người. Mô hình kinh tế này ngày càng dựa vào những nguồn vốn giả tưởng, những khoản tiền được in mới liên tục, sau đó là liên tục bơm vào thị trường và tạo ra nợ. Người ta không quan tâm đến tác động của dòng vốn vô tận này tới thị trường sản xuất hay là xã hội như thế nào, họ chỉ bơm và bơm. Vậy làm thế nào để mô hình kinh tế tư bản tích lũy này, với tính hợp pháp và sức mạnh của nó, có thể hấp thụ và gánh vác những tác động không thể tránh khỏi của một đại dịch? Câu trả lời phụ thuộc rất nhiều vào việc nền kinh tế xã hội của thế giới đình trệ sẽ kéo dài và lan rộng trong bao lâu. Như Marx đã chỉ ra, sự mất giá không xảy ra vì hàng hóa không thể bán được, mà là vì chúng không thể được bán kịp thời. Nôm na là tình trạng khan hiếm hàng hóa. Tôi có một cái nhìn biện chứng và tương tác về mối quan hệ qua lại của con người với tự nhiên. Tư bản làm biến đổi môi trường sống của một hậu quả không lường trước được như là biến đổi khí hậu, đồng thời chống lại các lực lượng tiến bộ đang đấu tranh cho việc định hình lại các điều kiện môi trường sống. Từ quan điểm này, cho thấy con người hoàn toàn có thể phần nào đó tác động tới các thảm họa thiên nhiên. Nói một cách khác, chính con người, chính hình thái kinh tế xã hội của loài người là một trong những nguyên nhân gây nên các thảm họa thiên nhiên. Virus có thể không đột biến nhanh và tác hại lớn tới như vậy nếu không có sự tác động tới từ hình thái kinh tế xã hội của loài người. Có vẻ hơi khó hiểu phải không? Đừng vội, hãy nghe tiếp nhé! Dịch bệnh có thể đã lây lan nhanh hơn và biến chứng nhanh hơn dựa vào mật độ dân cư tại các khu vực trên thế giới, hay dựa vào các hoạt động di chuyển giao thương giữa con người với người. Quần thể người với mật độ cao dường như là mục tiêu dễ dàng. Lấy ví dụ về dịch sởi, chỉ phát triển mạnh mẽ ở các trung tâm dân số đô thị lớn và nhanh chóng biến mất ở các khu vực dân cư thưa thớt. Cách con người tương tác với nhau, di chuyển đến mọi nơi, thói quen vệ sinh, vân vân, ảnh hưởng đến cách truyền bệnh. Trong thời gian gần đây, dịch SARS, cúm gia cầm và cúm lợn dường như đã bùng phát tại Trung Quốc hoặc là Đông Nam Á. Trung Quốc đã phải gánh chịu nhiều hệ quả từ cơn sốt thịt lợn trong năm qua, kéo theo việc giết mổ lợn hàng loạt và giá thịt lợn leo cao. Tôi không có ý kiến kết tội Trung Quốc, có rất nhiều nơi khác mà rủi ro môi trường đối với đột biến và khuếch tán virus là cao. Cúm Tây Ban Nha năm 1918 có thể đã xuất phát từ bang Kansas của Mỹ. Châu Phi có thể đã ủ dịch HIV/AIDS và chắc chắn là khởi đầu của dịch bệnh sốt Tây sông Nil và Ebola. Trong khi sốt xuất huyết dường như phát triển mạnh ở châu Mỹ Latin, nhưng các tác động kinh tế và nhân khẩu học của sự lây lan của virus phụ thuộc vào các vết nứt và lỗ hổng có sẵn trong mô hình kinh tế thống trị. Tôi không quá ngạc nhiên khi virus gây dịch bệnh Covid-19 được tìm thấy lần đầu tiên ở Vũ Hán. Mặc dù nó có nguồn gốc ở đó hay không là một điều không chắc chắn. Rõ ràng các hiệu ứng từ hình thái kinh tế xã hội là đáng kể do đây là một trung tâm sản xuất và dịch vụ lớn có mật độ tiếp xúc giữa người với người cao. Chính vì vậy, nhìn vào góc độ tận gốc của vấn đề, chúng ta mới có thể tìm ra được phương pháp ngăn chặn sự lây lan và khuếch tán của nó trước khi vaccine được phủ. Kinh nghiệm trước đó đã chỉ ra rằng một trong những nhược điểm của quá trình toàn cầu hóa ngày càng tăng
là sự bất lực trong việc ngăn chặn sự lan truyền nhanh chóng trên phạm vi quốc tế của các căn bệnh mới. Chúng ta sống trong một thế giới kết nối cao, nơi hầu hết mọi người đi du lịch, làm việc và trao đổi, giao thương với nhau mà các ranh giới địa lý ngày càng bị xóa nhòa. Nguy cơ khuếch tán dịch bệnh là rất lớn trong mạng lưới của con người. Và khi hình thái kinh tế xã hội như hiện tại đã ăn sâu vào xã hội loài người, thì việc ngăn chặn một dịch bệnh như là COVID-19 trong thời gian ngắn gần như là không thể. Và điều chắc chắn là loài người phải chịu đựng những tổn thương nặng nề trước khi muốn dập tắt nó. Mặc dù đã có một sự suy giảm ngay lập tức trên thị trường chứng khoán toàn cầu khi tin tức ban đầu về dịch bệnh được đưa ra, nhưng thật đáng ngạc nhiên khi sau một tháng hoặc hơn, thị trường đã đạt mức cao mới. Các tin tức cho thấy việc kinh doanh diễn ra bình thường ở mọi nơi ngoại trừ Trung Quốc. Dường như đã có niềm tin là chúng ta sẽ trải qua một đợt dịch bệnh giống như là SARS hồi năm 2003 với kết thúc nhanh và có tác động toàn cầu thấp, mặc dù tỷ lệ tử vong cao và tạo ra sự hoảng loạn trong thị trường tài chính. Khi COVID-19 xuất hiện, một phản ứng nổi trội là mô tả nó như sự tái hiện của dịch SARS. Tất cả không cần phải hoảng loạn thái quá. Phần còn lại của thế giới đối xử sai lầm với dịch bệnh này, như thể một điều gì đó đang xảy ra ở đâu đó không liên quan gì tới họ, dẫn đến sự chủ quan, kèm theo các dấu hiệu của thái độ bài xích Trung Quốc ở một số nơi trên thế giới. Sự việc tăng trưởng của Trung Quốc bị virus làm ngừng trệ, thậm chí còn được chính quyền của Trump đón chào với sự vui mừng trên một chừng mực nào đó. Thỉnh thoảng mới có những tin tức về sự lây lan dịch bệnh trên phạm vi quốc tế, cho đến khi nhiều đợt bùng phát nghiêm trọng xảy ra ở Hàn Quốc và Iran, và sự bùng nổ dịch bệnh ở Italia đã gây ra phản ứng dữ dội đầu tiên. Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán bắt đầu vào giữa tháng 2, đến giữa tháng 3 đã mất giá ròng gần 30% trên toàn thế giới. Sự leo thang theo cấp số nhân của dịch bệnh dẫn đến một loạt các phản ứng không, đôi khi là hoảng loạn. Tổng thống Trump đã có những phát biểu có phần khôi hài khi phải đối mặt với một làn sóng bệnh tật và tử vong tiềm tàng đang gia tăng. Việc Cục Lưu trữ Liên bang Mỹ giảm lãi suất khi đối mặt với virus có vẻ là kỳ lạ. Ngay cả khi người ta nhận ra rằng hành động này nhằm giảm bớt tác động đến thị trường thay vì ngăn chặn tiến trình của virus. Hầu như ở mọi nơi, các cơ quan công quyền và hệ thống chăm sóc sức khỏe đã bị vỡ trận. 40 năm của chủ nghĩa tân tự do ở khắp Bắc, Nam Mỹ và ở châu Âu đã khiến công chúng hoàn toàn bị động và không sẵn sàng để đối mặt với một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng kiểu này. Mặc dù nỗi sợ hãi trước đây về SARS và Ebola đã từng đưa ra hàng loạt cảnh báo và bài học sâu sắc về những điều cần phải làm. Trong nhiều phần của cái thế giới được cho là thuộc về văn minh phương Tây, các cấp chính quyền từ địa phương đến trung ương được coi là tuyến đầu về chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã bất lực vì không có nguồn tài chính, do chính sách thắt lưng buộc bụng, được thiết kế để phục vụ các lợi ích của các tập đoàn và người giàu. Các tập đoàn y tế chủ chốt đã ít hoặc là không quan tâm đến việc nghiên cứu điều trị các bệnh truyền nhiễm và hiếm khi đầu tư vào phòng ngừa. Họ không quan tâm đến việc đầu tư vào sự chuẩn bị cho một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng, mà chỉ thích thiết kế các phương pháp chữa bệnh dành cho cá nhân riêng lẻ. Người dân càng ốm đau, họ càng kiếm được nhiều tiền. Việc phòng dịch không mang lại lợi nhuận cho các cổ đông. Việc vận hành kiểu con buôn đã loại bỏ khả năng đối phó với những trường hợp khẩn cấp của dịch vụ y tế trong cộng đồng. Phòng ngừa có lẽ không phải là một lĩnh vực đủ hấp dẫn để đầu tư. Tổng thống Donald Trump đã cắt giảm ngân sách của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh và giải tán nhóm làm việc về đại dịch ở trong Hội đồng An ninh Quốc gia, với tinh thần giống như ông đã cắt mọi nguồn tài trợ nghiên cứu về biến đổi khí hậu. Nói theo lối nhân hóa, tôi có thể kết luận rằng bản chất của dịch bệnh COVID-19 là sự trả thù của thiên nhiên sau hơn 40 năm. Có một biểu hiện được ghi nhận, đó là các nền kinh tế mạnh và ít theo chủ nghĩa tân tự do nhất như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và Singapore cho đến nay đã kiểm soát đại dịch tốt hơn là Italia. Mặc dù có nhiều bằng chứng cho thấy Trung Quốc đã xử lý dịch SARS khá là tệ với nhiều sự che giấu và mâu thuẫn ban đầu, nhưng lần này ông Tập đã nhanh chóng cho thấy sự minh bạch trong cả báo cáo và công tác chống dịch, và ở Hàn Quốc cũng làm tương tự. Điều đáng chú ý ở Trung Quốc là việc hạn chế dịch bệnh ở phạm vi tỉnh Hồ Bắc với thành phố Vũ Hán ở trung tâm. Dịch bệnh đã không thể lây lan đến Bắc Kinh và các khu vực khác. Các biện pháp của Trung Quốc được thực hiện để hạn chế lây lan là rất mạnh tay. Dù đó rất hiệu quả, nhưng các nước trên thế giới đã không thể làm điều tương tự bởi những sự khác biệt trong nền chính trị, văn hóa và xã hội. Một lần nữa, COVID-19 đã cho thấy những vấn đề trong chủ nghĩa tân tự do của phương Tây. Trung Quốc và Singapore đã phát triển việc giám sát cá nhân đến mức độc đoán. Nhưng về tổng quan, điều này dường như đã cực kỳ hiệu quả trong việc chống dịch, tránh được nhiều cái chết do sự tăng vọt của dịch bệnh, mặc dù các biện pháp kiểm soát này đã hứng chịu nhiều chỉ trích từ bên ngoài. Các tác động kinh tế vượt khỏi tầm kiểm soát của các chính phủ, các công ty, tập đoàn phải ngừng hoạt động,
tạo nên tác hại ghê gớm cho chuỗi cung ứng cũng như vấn đề làm việc của người dân. Chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ bị rút ngắn xuống và giảm thiểu sự đa dạng hóa, và thế giới sẽ chuyển dần sang các hình thức sản xuất ít lao động hơn, và điều này cũng tạo ra một tác động to lớn cho thị trường làm việc và phụ thuộc nhiều hơn vào các hệ thống sản xuất dựa trên trí thông minh nhân tạo. Sự gián đoạn của các chuỗi sản xuất đòi hỏi phải sa thải nhân công, làm giảm nhu cầu về nguyên liệu thô và tiêu thụ. Những tác động này sẽ tự tạo ra ít nhất một cuộc suy thoái cho kinh tế toàn cầu. Chủ nghĩa tiêu dùng đã bị COVID-19 khoét sâu như thế nào? Nhưng các lỗ hổng lớn nhất không phải chỉ có thế. Nó tồn tại ở một nơi khác. Các thể chế của chủ nghĩa tiêu dùng bùng nổ sau cuộc khủng hoảng 2007-2008 đã sụp đổ với những hậu quả tàn khốc. Các thể chế này đã dựa trên việc giảm thời gian quay vòng tiêu thụ càng sớm càng tốt. Nói nôm na là thể chế kinh tế của chủ nghĩa tiêu dùng tồn tại khi kích thích con người ta tiêu tiền. Càng tiêu nhiều tiền và tần suất tiêu tiền nhanh hơn thì thể chế này lại càng phát triển và nguồn vốn sẽ tự động được phân bổ theo cơ chế này. Du lịch quốc tế là biểu tượng cho điều này. Các chuyến du lịch đa quốc gia đã tăng từ 800 triệu lên 1,4 tỷ trong giai đoạn 2010-2018. Hình thức tiêu dùng tức thời này đòi hỏi phải đầu tư cơ sở hạ tầng lớn vào các sân bay và các hãng hàng không, khách sạn và nhà hàng, công viên giải trí và các sự kiện văn hóa, v.v. Và đại dịch COVID-19 đã khiến cho mạng lưới tích lũy tư bản này giờ đây chết chìm. Các hãng hàng không sắp phá sản, các khách sạn trống rỗng và thất nghiệp hàng loạt trong ngành khách sạn sắp xảy ra. Ăn uống ngoài đường không phải là một ý tưởng tốt và các nhà hàng, quán bar đã bị đóng cửa ở nhiều nơi. Ngay cả việc ra khỏi nhà cũng là điều rủi ro. Đội quân lao động đông đảo trong nền kinh tế thời vụ hoặc là trong các hình thức làm việc bấp bênh khác đang bị sa thải mà không có phương tiện hỗ trợ hữu hình. Các sự kiện như là lễ hội văn hóa, các giải đấu bóng đá và bóng rổ, buổi hòa nhạc, hội nghị kinh doanh và chuyên gia và thậm chí là các cuộc họp mặt chính trị xung quanh các hoạt động bầu cử đều bị hủy bỏ. Các sự kiện này đều dựa trên các hình thức khác nhau của chủ nghĩa tiêu dùng đang dạy chết. Các khoản thu của chính quyền địa phương đã bị sụp đổ, các trường đại học và trường học đang đóng cửa. Phần lớn các mô hình tiên tiến của chủ nghĩa tiêu dùng tư bản đương đại là không thể hoạt động trong điều kiện hiện nay. Khoảng 70% thậm chí là 80% giá trị nền kinh tế tư bản đương đại được định đoạt bởi chủ nghĩa tiêu dùng. Niềm tin và tình cảm của người tiêu dùng trong suốt hơn 40 năm qua đã trở thành chìa khóa để tăng nhu cầu mua sắm, từ đó tăng vốn để đáp ứng nhu cầu này. Trong nhiều năm, nguồn năng lượng kinh tế này đã không chịu sự biến động mạnh mẽ. Nhưng đại dịch Covid không phải là một thiên tai, mà là một sự sụp đổ toàn diện của chủ nghĩa tiêu dùng đang thống trị các quốc gia giàu có nhất. Hình thức xoắn ốc của tích lũy tư bản vô tận đang tan vỡ từ nơi này sang nơi khác. Điều duy nhất có thể cứu lại nó là sự tài trợ của chính phủ cho một văn hóa tiêu dùng đại chúng. Điều này sẽ yêu cầu xã hội hóa toàn bộ nền kinh tế của Mỹ, và đó có thể coi là một hình thức của chủ nghĩa xã hội. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!